Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Cùng dự có các đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La và lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có diện tích trên 14.000 km², dân số 1,3 triệu người với 12 dân tộc cùng sinh sống. Những năm vừa qua, tỉnh Sơn La đã tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, luôn chủ động triển khai các phương án để xử trí kịp thời các tình huống, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng với kinh tế, phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, phát huy vai trò xung kích của lực lượng quân sự địa phương. Lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La đã tích cực thực hiện công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Phân tích những thuận lợi khó khăn của đất nước đang đặt ra với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh đến vai trò của việc hợp tác, liên kết vùng, thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại, nhất là với nước bạn Lào, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững của tỉnh. Cần cù chịu khó của dân tộc Việt Nam. 12 dân tộc anh em ở trên địa bàn tỉnh nhà cũng rất chịu khó. Tôi báo cáo thật với các vị, kỷ niệm 80 năm thì cũng xin giúp cho địa phương 500 nhà. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận về chiến lược quân sự quốc phòng, coi trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, đủ sức ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong đảng bộ, tăng cường củng cố lòng tin của nhân dân với đảng, chính quyền. Lực lượng vũ trang chủ động tham mưu, nắm chắc tình hình, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, trọng yếu về quốc phòng, nghiên cứu đề xuất triển khai hiệu quả luật biên phòng và nghiên cứu thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân để củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Chiều nay tại cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Chăn Sạ Mòn Chăn Nha Lạt, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào lần thứ hai. Đây là sự kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, chú đáo, mang nhiều ý nghĩa thiết thực với quân đội và nhân dân hai nước láng giềng thân thiết, nghĩa tình Việt Nam Lào. Trong không khí vui tươi phấn khởi của quân và dân hai bên biên giới, Đại tướng Phan Văn Giang đã đón Đại tướng Chăn Sạ Mòn Chăn Nha Lạt, bắt đầu các hoạt động đối ngoại quốc phòng được trông đợi nhất của năm trong quan hệ Việt Nam Lào. Những cái ôm thân tình, những cái bắt tay thật chặt đã truyền tải thông điệp về tình đoàn kết hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa hai đảng, hai nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam Lào, tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, tạo cơ sở vững chắc cho quan hệ hai nước phát triển hữu nghị toàn diện và bền vững. Lần thứ hai được tổ chức, thành công của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào sẽ góp phần mở ra một chương mới trong hợp tác quốc phòng song phương. Hai bộ trưởng đã cùng trồng cây hữu nghị để tình anh em Việt Nam Lào, Lào Việt Nam son sắt thủy chung, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Trong không khí vui tươi nồng nhiệt chào đón của nhân dân đứng dọc hai bên đường khu vực cửa khẩu Lóng Sập, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chăn Sạ Mòn Chăn Nha Lạt đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của bà con. Cảm ơn bà con đã chào đón hai đoàn đại biểu hai nước dự giao lưu. Mong bà con luôn đoàn kết, nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt này.
tạm biệt nhá. Chúc sức khỏe mọi người. Cảm ơn rất là nhiều. Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long, và tình nghĩa Việt Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm bất cứ loài hoa nào thơm nhất. Trong không khí của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai như một ngày hội lớn ngày hôm nay, chúng ta càng thấu hiểu hơn ý nghĩa hai câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Su Phan Du Vong, và càng cảm nhận rõ hơn sức mạnh của hai dân tộc Việt Nam và Lào cùng cộng hưởng, hội tụ để tạo nên sức mạnh chung, cùng sát cánh bên nhau, chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, cũng như là phát triển đất nước trong tình hình mới, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như vì nền độc lập tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai, chiều nay Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Đại tướng Chăn Sạ Mòn Chăn Nha Lạt, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã trực tiếp theo dõi chỉ đạo diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy qua biên giới Việt Nam-Lào. Được sự chỉ đạo của hai Bộ Quốc phòng hai nước, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Lào tổ chức diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy qua biên giới Việt Nam-Lào trên địa bàn tỉnh Sơn La, Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn, Lào, gồm 3 giai đoạn: tổ chức chuẩn bị, thực hành đánh bắt tội phạm và kết thúc. Trong các giai đoạn có từng vấn đề huấn luyện cụ thể như thiết lập sở chỉ huy liên hợp, vận hành cơ chế, thống nhất phương án, triển khai đội hình phục kích, sẵn sàng đánh bắt tội phạm, thực hành đánh bắt tội phạm qua biên giới, kiểm tra, kiểm soát, đánh bắt nhóm tội phạm ma túy tại trạm biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, truy đuổi, ngăn chặn, đánh bắt nhóm đối tượng chạy về hướng nội địa và giải cứu con tin. Tôi thấy cái tình huống các ông chí đưa ra cũng tương đối sát với tình hình thực tiễn. Rất mong chúng ta phải cá nhân mình phải rèn luyện cái động tác kỹ thuật cá nhân tốt hơn nữa. Đặc biệt là xây dựng cái phương án mà phục kích hay tập kích là phải tính đến cái cự ly cho nó phù hợp. Các nhỉ? Thì hôm nay thì chúng ta làm rất là tốt rồi, đánh bắt tội phạm kể cả bằng đường bộ, đường cơ giới là tốt. Chúng ta nhân rộng lên để hai bên biên giới chúng ta bảo đảm tốt. Hôm nay mà tôi với đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dự cái giao lưu biên giới hai nước đã có một số hoạt động. Xin thay mặt cho Bộ Quốc phòng Việt Nam chúc sức khỏe các đồng chí tham gia cuộc diễn tập, đặc biệt là chúng ta hợp đồng cho nó tốt để bảo vệ biên giới bình yên, là nơi biên giới ổn định phát triển. Xin cảm ơn các đồng chí. Tuyến biên giới Việt Nam-Lào được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm, nơi trung chuyển, mua bán, vận chuyển ma túy của các loại tội phạm. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp bắt giữ gần 30 vụ án, chuyên án ma túy lớn, thu giữ hàng tấn ma túy các loại. Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới. Thực hiện nghị định thư hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào, trong những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam đã làm tốt công tác phối hợp với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới của tỉnh Hủa Phăn, Lào trong công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Cũng trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chăn Sạ Mòn Chăn Nha Lạt đã dẫn đầu đoàn đại biểu hai nước tới dự lễ khánh thành công trình khu phòng học, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Lóng Sập. Khu phòng học trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Lóng Sập là công trình được Bộ Quốc phòng Việt Nam đầu tư xây dựng nhân dịp giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai. Đây là khu phòng học được xây dựng với công nghệ tiên tiến và được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất thiết bị cho cả học sinh và giáo viên, mang đến một môi trường học tập chất lượng cao. Việc xây dựng ngôi trường này là việc tổ chức triển khai đường lối giáo dục của Đảng, Nhà nước cho con cháu các dân tộc. Đặc biệt, khu vực vùng sâu, vùng xa có cơ hội được đến học tập với chất lượng học tập toàn diện.
quan trọng là xây dựng tư duy, nhận thức trong cuộc sống tập thể. Có kỷ luật, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa giáo viên với các cháu học sinh và giữa các cháu học sinh với nhau trong độ tuổi thiếu nhi, có đạo đức, có trình độ văn hóa, đào tạo các cháu trở thành nguồn lực quý giá, là tương lai của quốc gia, trở thành cán bộ, chiến sĩ để kế thừa sự nghiệp cách mạng trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào gửi gắm tình đoàn kết yêu thương, gửi lời thăm hỏi thắm tình đồng chí, anh em từ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quân đội và các cháu thiếu nhi, nhân dân các dân tộc Lào đến quân đội, các cháu thiếu nhi, giáo viên và nhân dân Việt Nam nói chung tới trường tiểu học, trung học cơ sở Lóng Sập nói riêng. Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chăn Xạ Mòn Chăn Nha Lạt đã gửi những phần quà của Bộ Quốc phòng hai nước đến thầy trò trường tiểu học, trung học cơ sở Lóng Sập. Thăm phòng học vừa được trang bị những thiết bị học cụ mới cho học sinh trong trường, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chăn Xạ Mòn Chăn Nha Lạt chúc thầy cô và các em học sinh sức khỏe, ra sức phấn đấu dạy tốt, học tốt, phát huy truyền thống của nhà trường địa phương, nỗ lực cố gắng, ươm mầm hữu nghị, hun đúc tình đoàn kết Việt-Lào anh em. Tạm biệt các cháu nhá. Chúc các cháu học giỏi nhá. Cháu đứng dậy. Trong chiều nay, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chăn Xạ Mòn Chăn Nha Lạt cùng đoàn đại biểu cấp cao quân đội hai nước đã tới thăm đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hai bộ trưởng biểu dương đơn vị không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn có nhiều hoạt động tích cực để thúc đẩy thương mại, giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới Việt-Lào. Gần đây nhất là góp phần cứu sống 4 cháu bé người Lào ăn phải nấm độc cuối tháng 9 vừa qua. Đại tướng Chăn Xạ Mòn Chăn Nha Lạt bày tỏ vui mừng tới thăm đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập và gửi lời thăm hỏi thân thiết, tình đoàn kết thương yêu, tình hữu nghị trên tinh thần đồng chí anh em từ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quân đội và nhân dân các dân tộc Lào đến quân đội nhân dân Việt Nam và các cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập. Tôi tình cảm và sự quan tâm đặc biệt này. Cũng trong chiều nay, tại tỉnh Sơn La, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đồng chí Đại tướng Chăn Xạ Mòn Chăn Nha Lạt, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, đồng chủ trì hội đàm ký kết văn kiện hợp tác giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai, hai bên tổng kết đánh giá kết quả 5 năm hợp tác triển khai nghị định thư giai đoạn 2020-2024 và đề ra mục tiêu phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, năm 2024, hai bên chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai quân đội, tiêu biểu như cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Lào, 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và sắp tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, qua 5 năm triển khai nghị định thư về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2020-2024, hai bên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực chất, nhiều lĩnh vực vượt chỉ tiêu đề ra, nổi bật là quan hệ đoàn kết gắn bó giữa quân đội hai nước ngày càng được củng cố vững chắc hơn. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các cơ quan đơn vị hai bên thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc. Hai bên đã phối hợp tuyên truyền sâu rộng về tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa hai nước, hai dân tộc. Đã có hơn 30 hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật và bảo tồn, nâng cấp các công trình, di tích về quan hệ hai nước có giá trị. Trên diễn đàn đa phương, quân đội hai nước luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau, đóng góp tích cực vào nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN. Đại tướng Chăn Xạ Mòn Chăn Nha Lạt đánh giá các hình thức, cơ chế hợp tác giữa quân đội hai nước Việt Nam-Lào ngày càng phong phú, lan tỏa sâu rộng hơn như giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cơ chế hợp tác thường niên giữa các cơ quan đơn vị hai nước, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngày càng được coi trọng hơn, hợp tác công nghiệp quốc phòng, kinh tế quốc phòng ngày càng có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả hơn. Đại tướng Chăn Xạ Mòn Chăn Nha Lạt cho rằng, thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước sẽ tập trung vào một số nội dung hợp tác trọng tâm sau: tăng cường hợp tác công tác đảng, công tác chính trị, trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục hiệu quả về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, nhất là các sự kiện lớn của hai đất nước, hai quân đội,
duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như trao đổi đoàn cấp cao thường niên, đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và hợp tác thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị hai bên. Đồng thời, hai bộ quốc phòng hai nước sẽ tăng cường hợp tác hiệu quả về công tác quân sự quốc phòng, nhất là ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, hợp tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, hợp tác đào tạo, nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó, Chính phủ và Bộ Quốc phòng Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong tìm kiếm, cất bốc, hồi hương liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào thống nhất, thời gian tới, lực lượng bộ đội biên phòng, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và các quân khu giáp biên hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, duy trì sự ổn định của đường biên, mốc giới, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các văn kiện pháp lý đã được ký kết, duy trì hiệu quả hoạt động kết nghĩa cặp đồn, đại đội bộ đội biên phòng, cụm dân cư, góp phần quan trọng vào ổn định đời sống nhân dân địa phương, củng cố cơ sở an ninh chính trị, hiện thực hóa tầm nhìn chung của lãnh đạo cấp cao về tuyến biên giới Việt Nam-Lào, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đánh giá, tiếp nối thành công của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và huyện Sepol, tỉnh Savannakhet vào tháng 12 năm 2021, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần này tiếp tục khẳng định là mô hình hợp tác hiệu quả đặc sắc giữa hai nước, đồng thời là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, quân đội, các địa phương và nhất là nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước Việt Nam-Lào trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã ký nghị định thư hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2025-2029 và kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai, tối nay Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Chăn Sạ Mòn Chăn Nha Lạt, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã dự chương trình giao lưu công tác chính trị và sĩ quan trẻ quân đội hai nước Việt Nam-Lào với chủ đề Sắt son một niềm tin. Chương trình giao lưu Sắt son một niềm tin gồm hai phần chính là giao lưu quốc phòng, ngày hội biên phòng và cùng chung biên giới, cùng chung lý tưởng. Khán giả theo dõi chương trình đã được lắng nghe những chia sẻ từ các nhân vật đại diện cho nhân dân, cho lực lượng bảo vệ biên giới và sĩ quan trẻ quân đội hai nước Việt Nam-Lào, với nhiều câu chuyện kể, những kỷ niệm xúc động, những hoài bão khát vọng và niềm tin mạnh mẽ sẽ tiếp tục cùng nhau kể vai sát cánh, chung tay vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân, để mãi mãi tự hào về tình đoàn kết thủy chung, son sắt vững bền giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào. Cũng trong chương trình, thông qua các phóng sự được sản xuất công phu cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, các đại biểu và khán giả cũng có dịp được ôn lại truyền thống của mối quan hệ đặc biệt, bền vững thủy chung Việt Nam-Lào trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay. Mối quan hệ Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng Thân, Chủ tịch Suphanuvong, Chủ tịch Cai Sọn Phôn Vi Hẳn cùng các thế hệ lãnh đạo của hai đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Được tôi luyện qua nhiều thử thách và được hun đúc bằng công sức và xương máu của bao thế hệ anh hùng liệt sĩ đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Chương trình Sắt son một niềm tin đã đưa khán giả đến với những công việc thầm lặng, đầy gian nan vất vả của quân đội hai nước nói chung, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nói riêng, đóng vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, là cầu nối của tình đoàn kết hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Chương trình như một khúc ca tươi sáng, tái hiện sinh động cuộc sống ngày càng đổi mới, ấm no, hạnh phúc, luôn hướng đến những điều tốt đẹp của người dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào. Tại Hà Nội sáng nay, Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bình Giã, mùng 2 tháng 12 năm 1964, mùng 2 tháng 12 năm 2024 đã tổ chức cuộc họp với sự chủ trì của Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo.
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng trưởng ban chỉ đạo hội thảo, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo hội thảo. Với chủ đề 60 năm chiến thắng Bình Giã, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm, hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định và làm sáng tỏ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, của Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy miền, nhân tố quyết định thắng lợi của chiến thắng Bình Giã. Từ hội thảo cung cấp những tư liệu mới, những luận điểm, luận cứ khoa học sâu sắc để làm sáng rõ quá trình chuẩn bị, diễn biến chiến dịch, vai trò và sự phối hợp của các lực lượng tham gia chiến dịch, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho hội thảo đã được các cơ quan chức năng tích cực triển khai, bảo đảm nội dung chương trình và tiến độ thời gian tổ chức hội thảo, dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2024 tại thành phố Vũng Tàu. Ban tổ chức cũng đã nhận được 77 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, các đồng chí tướng lĩnh, các chuyên gia, nhà khoa học và nhân chứng lịch sử. Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền phối hợp với các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ để tổ chức hội thảo và các hoạt động bên lề đạt chất lượng, hiệu quả, làm sâu sắc hơn về tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử của chiến thắng Bình Giã trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sáng nay tại vùng 4 Hải quân, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không không quân năm 2024. Kiểm tra tại thực địa, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong công tác chuẩn bị của các lực lượng tham gia diễn tập thời gian qua. Trong đó, các hạng mục công trình trong diễn tập được xây dựng bố trí cơ bản theo đúng ý định, chỉ đạo của cấp trên. Lượng vật chất hậu cần kỹ thuật được đảm bảo tốt cho các nội dung diễn tập. Quân chủng Hải quân và Quân chủng Phòng không không quân đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Quốc phòng và đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập đúng quy định. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường rà soát, chủ động bám nắm sự chỉ đạo, điều chỉnh của cơ quan cấp trên, tổ chức các giai đoạn luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt, đảm bảo chất lượng, an toàn. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, các đơn vị cần quan tâm, chăm lo hơn nữa tới đời sống, sức khỏe của bộ đội, rà soát lại những khu vực có nguy cơ sạt lở để có biện pháp ứng phó kịp thời. Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Trước đó, vào ngày hôm qua, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập của Quân khu 7. Đến nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các lực lượng đã cơ bản làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập. Quân khu đã ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp về nhiệm vụ diễn tập, tổ chức tập huấn nội dung. Các cơ quan đơn vị trong quân khu đã phối hợp tổ chức xây dựng, củng cố sở chỉ huy diễn tập, hệ thống công sự, trận địa, hệ thống sa bàn, căn cứ hậu cần kỹ thuật, các mặt công tác, bảo đảm cơ bản đúng tiến độ. Đồng thời tổ chức hiệp đồng các lực lượng, tổ chức luyện tập phân đoạn, sơ duyệt, hướng dẫn các nội dung diễn tập cho các đơn vị và các địa phương tham gia diễn tập theo đúng kế hoạch. Ở từng nội dung kiểm tra, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đã chỉ rõ những điểm cần có sự điều chỉnh, khắc phục ngay để bảo đảm tiến độ, chất lượng diễn tập. Sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng đề án xây dựng xã hội học tập trong quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo, chủ trì hội nghị xem xét thống nhất các nội dung tiến tới trình cấp có thẩm quyền thông qua đề án. Thời gian qua, Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan soạn thảo đề án đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, Học viện Nhà trường trong toàn quân xây dựng dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị và các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo với các nội dung được bố cục khoa học chặt chẽ. Dự thảo làm rõ sự cần thiết xây dựng đề án, đối tượng, phạm vi, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu xây dựng xã hội học tập trong quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo,
nêu rõ công tác tổ chức thực hiện và những tác động của đề án. Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu, thống nhất một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, bảo đảm đề án phù hợp với sự phát triển của giáo dục đào tạo trong bối cảnh phát triển của khoa học công nghệ và yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tạo được chuyển biến trong xây dựng xã hội học tập để mỗi quân nhân tự giác, chủ động, linh hoạt tiếp cận công tác giáo dục đào tạo, nhất là thành tựu chuyển đổi số, để vừa bổ sung kiến thức chuyên ngành, kiến thức pháp luật, vừa rèn luyện về phẩm chất chính trị, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng quân đội hiện đại. Chiều nay, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi video clip toàn quốc Người lính tôi yêu và cuộc thi viết toàn quốc Chuyện kể ở đại đội đã chủ trì hội nghị ban chỉ đạo ban tổ chức cuộc thi. Cùng dự có Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo cuộc thi. Sau khi kết thúc nhận tác phẩm dự thi vào ngày 31 tháng 8 năm 2024, hoạt động chấm thi video clip toàn quốc Người lính tôi yêu và cuộc thi viết toàn quốc Chuyện kể ở đại đội được tổ chức chặt chẽ, đúng quy chế, bảo đảm tiến độ. Qua vòng sơ loại, có 442 video, 1.200 bài viết tham dự của các đơn vị cá nhân trong và ngoài quân đội, đủ tiêu chuẩn để được chấm thi. Đối tượng tác giả tham gia thi đa dạng, phong phú về độ tuổi, nghề nghiệp. Với số lượng tác phẩm tham gia lớn, hai cuộc thi mang đến cái nhìn toàn diện, đa lĩnh vực về mọi mặt hoạt động của các lực lượng trong quân đội. Các tác giả thi video clip Người lính tôi yêu đã kể nhiều câu chuyện dung dị cảm động của cán bộ chiến sĩ và hậu phương người lính, thể hiện xúc tích bằng ngôn ngữ hình ảnh, phù hợp với cách thức tiếp cận của công chúng trên mạng xã hội. Qua đó cho thấy sức trẻ, sự tươi mới, sự gần gũi của thế hệ trẻ trong và ngoài quân đội đối với đề tài người lính. Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, cơ quan thường trực tổ chức cuộc thi đã chuẩn bị kịch bản chương trình tổng kết và trao giải, kế hoạch đón tiếp và công tác bảo đảm cho đại biểu chu đáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời đề xuất một số công việc trong phối hợp với các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng tham mưu để bảo đảm tổ chức thành công lễ tổng kết trao giải vào giữa tháng 11 tới. Trung tướng Trương Thiên Tô yêu cầu kịch bản chương trình cần ngắn gọn, sắc sảo, có tính khái quát cao. Công tác phối hợp với các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia và các đài truyền hình địa phương trên cả nước cần bảo đảm chặt chẽ, tăng cường tính lan tỏa mạnh mẽ của hai cuộc thi. Qua đó tiếp tục khắc họa hình ảnh và phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Mùa thu lịch sử năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Trước yêu cầu bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam mùng 7 tháng 9 năm 1945. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại Việt Bắc, Bác Hồ đã viết một bài thơ về vị trí đặt an toàn khu. Trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta chơi, tiện đường sang bộ tổng, thuận lối tới trung ương, nhà thoáng, giáo, kín mái, gần dân, không gần đường. Điều đó đã thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của Bác và Trung ương với Bộ Tổng tham mưu, cơ quan lãnh đạo chiến lược cơ mật trọng yếu của quân đội ta. Ngày 7 tháng 9 năm 1945, tại Bắc Bộ Phủ, nay là nhà khách chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ thị cho đồng chí Hoàng Văn Thái giao nhiệm vụ tổ chức cơ quan Bộ Tổng tham mưu để gánh vác trọng trách. Người chỉ rõ Bộ Tổng tham mưu là cơ quan quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện quân đội cho giỏi, tổ chức nắm địch nắm ta rõ ràng, bày mưu kế khôn khéo, tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng. Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành phương châm hành động xuyên suốt trong 79 năm qua của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Một cán bộ là phải tự mình rèn luyện cao, rèn đức, rèn tài và một lòng
một nhà là phục vụ cho công tác chỉ huy lãnh đạo của bộ, cán bộ phải gương mẫu đi đầu. Cùng với thực hiện tốt vai trò tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong tổ chức xây dựng quân đội và lực lượng dân quân tự vệ. Những năm chiến tranh, với tinh thần sáng tạo, linh hoạt, kiên quyết, bám sát chiến trường, những tham mưu đề xuất chiến lược của Bộ Tổng Tham mưu đã thể hiện sự kiên định mục tiêu cuối cùng, sự tính toán chính xác, năng lực thiết kế kế hoạch, tổ chức thực hiện các giải pháp, trình độ lãnh đạo, tổ chức chỉ huy của cơ quan tham mưu chiến lược. Đó là những quyết tâm đã đi vào lịch sử với những phương châm tác chiến như dám đánh, biết đánh và quyết thắng, căng địch ra mà đánh, chói địch lại mà diệt, thần tốc, táo bạo, quyết chiến, quyết thắng. Không có gì quý hơn độc lập tự do, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để quân và dân ta giành được thắng lợi cuối cùng, non sông thu về một dải. Bộ Tổng Tham mưu đã quán triệt sâu sắc cái đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính. Trên cơ sở đó đã tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Chủ động, khoa học trong tổ chức, chỉ huy, điều hành công việc và giúp cho cái việc xây dựng quân đội ta ngày càng vững mạnh. Ngoài cái việc tổ chức chỉ huy, xây dựng lực lượng, rồi nâng cao sức mạnh chiến đấu, Bộ Tổng Tham mưu cũng đã chỉ động tốt, chỉ đạo rất là tốt công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai. Luôn trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, sự trung thành mưu lược của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu đã và đang được tiếp nối xứng đáng và nhân lên khi nhiệm vụ của quân đội đặt ra những yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Bản tin thời sự của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.